Những ngày qua, thông tin gần 5.000 con chim yến tại Ninh Thuận chết do nhiễm cúm H5N1 đã khiến người nuôi tại Bình Thuận rất lo lắng, bởi đàn yến của họ chỉ cách vùng có dịch chưa tới 150 km. Chúng tôi cũng nghe cái thông tin như vậy thì cũng phải lo lắng buồn chứ. Cũng vì tại vì cũng bắt đầu là nuôi, chưa có thu hoạch được cái gì hết á. Thành ra cũng phải lo. Vì nó ở trên trời, nó bay trời thôi đó, nó đâu có hoạt động ở chỗ sớm đồ đâu. Thì đó, chỗ nào đó thì chỗ đó nó bù đó. Theo thống kê của Chi cục Thú y tỉnh Bình Thuận, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 50 cơ sở nuôi chim yến. Đa số đều đang phát triển theo hướng tự phát nhỏ lẻ, hộ gia đình, nên hầu hết là không có nhiều kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật chưa bài bản, nên nếu lây nhiễm sẽ dẫn đến rủi ro cao cho người nuôi. Ngoài việc nuôi chim yến trong khu dân cư, nếu chim yến mắc H5N1 thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân, do phân chim có thể rơi vãi trên mái nhà. Và nếu mà trường hợp mà phát hiện được trên chim yến có dấu hiệu bất thường, thí dụ như là có dấu hiệu bệnh hoặc là chết bất thường với số lượng nhiều, thì người chủ nuôi chim yến cũng nên báo chính quyền địa phương hoặc là báo cơ quan thú y để chúng tôi tiến hành cái vấn đề lấy mẫu, kiểm tra, xác định dịch bệnh. Và nếu xác định được là cái vấn đề H5N1 thì phải áp dụng những biện pháp để xử lý đàn yến, tránh cái chuyện mà có thể lây lan ra những cái đàn chim yến khác hoặc là cái đàn gia cầm nuôi. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch cúm H5N1. Lập các đoàn kiểm tra tiến hành công tác phòng chống dịch không chỉ với chim yến mà còn đối với các loại gia cầm khác. Ngoài yến nuôi, từ cuối năm 2012, số lượng gia cầm trong dân ở Bình Thuận cũng tăng mạnh. Tổng đàn đã lên hơn 3,5 triệu con, chưa kể số vịt chạy đồng. Đa số những đàn gia cầm này vẫn chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình. Mầm bệnh vẫn lưu giữ trong môi trường và ngay trên vật nuôi. Vì thế, nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người dân không có ý thức tốt trong việc phòng bệnh.